Là phụ nữ hiện đại, tôi chọn cân bằng cả công việc lẫn gia đình. Dù bận rộn, nhưng tôi luôn đầy năng lượng nhờ thói quen relax, chăm sóc bản thân 30 phút mỗi ngày ngay tại nhà. Ghế massage Daikyosan DKGM 30002 chính là chìa khóa hạnh phúc của tôi. Ghế massage Daikyosan DKGM 30002 thiết kế sang trọng, chắc chắn. Chế độ không trọng lực tạo cảm giác như đang thư giãn trên chiếc phi thuyền hạng thương gia. Từ khi sử dụng DKGM 30002 với công nghệ massage 4D, liệu pháp đông y và còn làm bọc silicon, massage túi khí và nhiệt, đúng không khác nào sở hữu một spa 5 sao tại nhà cho cả gia đình. DKGM 30002 có thể điều chỉnh còn làm phù hợp với thể trạng từng đối tượng qua scan body, hệ thống dây ray dài tới 130cm. Còn lan di chuyển ôm sát vào từng đường cong cơ thể từ đầu đến mông. Massage kết nối Bluetooth để đắm chìm trong những bản nhạc yêu thích, giúp tôi quên đi mọi mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Khi đang massage mà muốn chuyển chế độ thì đơn giản mình chỉ đọc lệnh điều khiển bằng giọng nói, hoặc có thể điều khiển qua màn hình LCD tiếng Việt và theo dõi chương trình massage trên màn hình dễ dàng. Có đến 20 chương trình massage tự động và chương trình massage 4D chuyên sâu để bạn luân phiên lựa chọn. Mỗi chương trình massage là sự kết hợp 5 thao tác massage: nhào, gõ, nhào và gõ, dây, ấn. Đi spa và massage đá nóng thì ghế massage Daikyosan DKGM 30002 cũng có chức năng massage nhiệt 3 mức độ, giúp hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Thật tuyệt vời khi có Daikyosan DKGM 30002 đồng hành trong hành trình làm chủ sức khỏe để đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò trong cuộc sống. Cùng ghế massage Daikyosan DKGM 30002 tăng cường sức khỏe, làm chủ cuộc đời. Ghế massage Daikyosan, báo hiếu là không chờ đợi.